Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã lại cùng quay trở lại với số công nghệ TRD. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh Đương sẽ cùng trả lời những câu hỏi quý vị và các bạn trong số câu hỏi thứ 61. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của bạn Danny, bạn có hỏi là em cần lắm một review với con FX505GE bản i5 GTX1050Ti ạ. Nó có tốt hơn bản FX5040 vì em thấy bản thấp của con FX505 tản nhiệt vẫn giống. Còn FX504 em dự định mua mà vẫn còn phân vân mãi, dự định chơi Liên Minh Huyền Thoại, học và làm nhạc. Chào quý vị và các bạn. Với câu hỏi này thưa các bạn là FX505GE thì bản thân cửa hàng cũng chưa review bao giờ và cũng chưa được trải nghiệm thực tế. Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh thì đối với những dòng Cebu thế hệ thứ 8 thì nó vẫn có thể làm tản nhiệt tốt hơn. Nhưng với việc cái số luồng, số lõi nó nhân lên thì anh nghĩ là nhiệt độ của nó chắc chắn nó cũng sẽ như FX504, chắc chắn sẽ không cải thiện nhiều. Ở đây đó là cải thiện với kiểu dáng và viền màn hình mỏng, nó sẽ đẹp hơn so với con FX504. Còn thực ra với việc chơi game Liên Minh Huyền Thoại của em thì nó quá đơn giản rồi. Thực tế mà nói là những chiếc máy từ 7 đến 15 triệu nó hoàn toàn có thể chơi game rất ngon. Còn chiếc máy này của em thì em cứ thoải mái em mua. Anh nghĩ là với nhu cầu của em để chơi game này thì em cứ thích phiên bản nào thì em mua. Với anh thì có thể FX505GE. Cũng đã xem các review trên mạng, anh thấy nó là ổn em ơi, cứ mua nha em nhé. Chúng ta đến với câu hỏi thứ 2 của bạn Trường. Bạn có hỏi là anh ấy cho em hỏi Dell Latitude 7480 i5-6300U RAM 8GB SSD NVMe 256 14 inch và ThinkPad T460S cấu hình cũng như trên và giá cả hiện tại và đã qua sử dụng là bao nhiêu, em đang phân vân hai máy này và độ bền thì máy nào hơn, pin máy nào lâu hơn, nhu cầu em chỉ sử dụng văn phòng AutoCAD Corel. Chào em Trường nhé. Thực ra với chiếc 7480 nếu như cấu hình như thế này thì cửa hàng anh đang bán với giá là 14,5 triệu, trong khi chiếc T460S anh bán là 15,5 triệu, nó sẽ chênh nhau khoảng 1 triệu cùng cấu hình, đó là 6.300 RAM 8GB SSD 256. Với anh thì hai sản phẩm này đều bền và nó cạnh tranh trực tiếp với nhau. T480S thì có vẻ kiểu dáng doanh nhân hơn một chút, mỏng hơn, nhẹ hơn, trong khi đó 7480 thì nó hơi dày dặn hơn và theo thiết kế của người Mỹ đó là cứng cáp về phần khung. Nó kiểu dạng như là vuông thành sắc cạnh. Ở đây nếu mà em thích cái hiệu năng gõ bàn phím thì anh nghĩ là ThinkPad T480 nó sẽ hơn ở hệ thống tản nhiệt cũng như bàn phím nó gõ sướng hơn, chứ không bàn về chất lượng hay là cái tốc độ của máy. Còn thực ra thì với hai cấu hình này anh nghĩ nó cũng tương tự nhau thôi, quan trọng là em thích cái kiểu dáng của chiếc máy nào hơn. Còn trong trường hợp mà em thích gõ phím nhiều và làm việc về đêm thì T460 nó là sự lựa chọn tốt. Còn nếu thích kiểu dáng khỏe khoắn của những chiếc máy Mỹ thì chiếc E7480 nó sẽ có lựa chọn tốt hơn. Chúng ta đến với câu hỏi số 3 của bạn Giang Đình Nghiêm Đình Giang. Bạn có hỏi là anh có thể tư vấn cho em laptop trong tầm giá 20 triệu trên dưới không quá 2 triệu, mục đích chỉ để sử dụng các tác vụ thông thường và lập trình, chạy JDK máy nào ổn ạ? Độ bền cao chút để có thể sử dụng được lâu dài ạ. Em xin cảm ơn. Trong tầm 20 triệu đối với các em trẻ thì anh vẫn khuyên các em dùng cái phân khúc máy gaming. Thứ nhất là chúng ta có thể tiết kiệm cái chi phí, nó sẽ tốt hơn, kể cả các công việc đồ họa như lập trình của em nó hoàn toàn có thể đáp ứng tốt. Ví dụ trong tầm khoảng 20 triệu hiện nay mà phổ biến nhất thì nó là chiếc Dell G3 3579 đang bán trên thị trường với giá nó khoảng dưới 20 triệu. Trang bị cấu hình i5 đời 8, các bạn chú ý là i5 đời 8 nó nhân số lõi lên, nó là 4 lõi 8 luồng. Nó sẽ mạnh tương tự như i7 thế hệ 7. Và chiếc máy này có thể chạy được chuẩn ổ cứng NVMe và với sức mạnh của GTX series 10 đó là 1050. Thì hoàn toàn có thể đáp ứng tốt công việc của em. Ngoài ra thì nó sẽ có các đối thủ từ Asus, MSI và có thể có một con nữa đó là chiếc HP Omen 15T. Chiếc máy này có cấu hình rất tốt, đó là i7-7700, RAM 8GB và thêm hẳn con cảm màn hình GTX 1050 Ti với dù lượng 4GB màn hình Full HD IPS. Anh nghĩ trong tầm giá nếu cấu hình cao nhất nó còn HP thì em chú ý em lựa chọn. Còn các sản phẩm của cửa hàng anh thì sẽ cập nhật trên 24laptop.vn. Mời em vào em tham khảo. Chúng ta đến với câu hỏi số 4 của bạn LOL Thánh Lầy. Bạn có hỏi là mặc dù không liên quan nhưng cái laptop của em bị gì mà cắm tai nghe vào laptop không nhận phát ra loa ngoài, nhưng em thử cắm tai nghe này vào máy khác thì lại dùng được. Lỗi này do men bên hay trong hay là do driver anh? Mong anh trả lời. Máy mới mua nên em sót lắm. Em ơi, máy mới thì chắc chắn là có chính sách bảo hành rồi. Như thế này thì trường hợp của em sẽ có hai nguyên nhân. Một là driver của âm thanh cài chưa chuẩn. Hai là cái rắc cắm tai nghe của em có thể là không phù hợp cho chuẩn laptop. Nếu như còn bảo hành thì theo như anh thì anh cứ mang qua trực tiếp cái cửa hàng họ bán sản phẩm cho em, họ chăm sóc. Em yên tâm, cái lỗi này nó là hoàn toàn bình thường thôi, không có cái gì là nghiêm trọng cả. Thì em cứ mang qua em nhé. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Quốc Khánh Nguyễn. Bạn có hỏi là cho em hỏi laptop MSI GL62 6QE 1222 XVN i7 trong tầm 15 triệu có tốt không?
có nguyên hộp không ạ? So với đeo thì như thế nào? Em ơi, chiếc máy này thì thực tế nó sản xuất 2017 và hiện giờ là bán kiểu dạng lai lưu, nghĩa là cũ đã qua sử dụng. Còn hộp thì không quan trọng, các bạn có những phiên bản cửa hàng bán có hộp và không có hộp. Thường chiếc máy này ví dụ mua tại cửa hàng anh sẽ bảo hành 1 năm và chiếc máy này anh trả lời luôn là không có hộp kèm theo. Còn chất lượng của MSI trong tầm 15 triệu này thì anh nghĩ chiếc máy này cũng khá ổn. Nhưng ghét cái con này là không có led phím, không có led phím thì không ổn cho lắm. Còn nếu như trong tầm 15 triệu thì anh nghĩ em chọn con 7559 khả năng là ngon hơn con này, hoặc là chiếc Dell 7566 cũng khá là ok. Nó có thêm một phiên bản nữa, đó là chiếc HP Pavilion CB035 đang có giá 16 triệu mà máy mới luôn. Máy mới thì em dùng sẽ yên tâm hơn trong phân khúc khoảng 15-16 triệu. Ngoài ra thì có rất nhiều đối thủ khác thì em có thể lựa chọn trên 24laptop.vn để biết giá cả cũng như cấu hình máy em nhé. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Dũng Trịnh. Bạn có hỏi là MacBook MD101 dùng văn phòng cho marketing còn ổn không anh? Và giá dòng này bây giờ bao nhiêu? Nếu mua đời này thì còn dùng được bao lâu anh nhỉ? Với kinh nghiệm của anh thì 101 nó là một trong những chiếc máy mà anh bán nhiều nhất và ít hỏng vặt nhất. Mỗi tội là thực tế mà nói thì chiếc máy này được sản xuất 2012 với form nó là form cũ. Được cái là cái vỏ của này cực kỳ cứng cáp, nhưng mà điểm yếu của nó là màn hình nó độ phân giải khá thấp, đó là 1280. Anh thấy nó thấp nhất trong cái độ MacBook bây giờ. Còn nếu mà độ bền chiếc máy này, nếu em nâng cấp ổ cứng SSD là 1 và RAM 8GB thì em có thể thoải mái dùng trong khoảng từ 3 đến 4 năm nữa mà hoàn toàn chiếc máy có thể vẫn bền. Còn thực sự thì con này thì anh bán rất là nhiều, nó không lỗi gì cả đâu. Đến tầm bây giờ thì kiểm tra kỹ cho anh là mua, nếu có mua thì kiểm tra pin nó còn dùng tốt không, bàn phím gõ có ok không, và loa có bị rè không, màn hình có bị đốm không là ok. Còn giá trên thị trường như cửa hàng đang bán từ khoảng 10 đến 10 triệu rưỡi, tùy vào hình thức nhé em nhé. Chúng ta đến với câu hỏi số 7 của bạn Đạt Đại Phong Lưu. Bạn có hỏi là Đại Long Lưu, xin lỗi quý vị và các bạn. Câu hỏi của bạn là với 128GB SSD trên thị trường rất nhiều loại giá, giá cả gần như tương đương nhau, thì cho em hỏi nên chọn như thế nào ạ? Chuẩn M2. M2 thì em chú ý là có loại M2 Santa, có nghĩa là lắp trên những chiếc máy đời 6 và đời 7, và thậm chí là một số máy đời 8 vẫn có thể lắp được. Giá của một chiếc ổ cứng tốt có trên thị trường mà ổ của nó có thương hiệu, ví dụ như là Intel, Samsung hay kể cả những cái thương hiệu như Kingston, thì nó giá nó dao động từ khoảng 600 đến 650 cho một chiếc M2 thường. Ngoài ra thì nó có chuẩn PCIe, người ta còn gọi là LVMe, với tốc độ cao hơn, lắp chủ yếu trên đời 8. Nó sẽ dao động khoảng 900.000. Với cái tốc độ cao hơn thường, nó dao động tốc độ của nó khoảng 1.7GB/s. Thậm chí là có những chiếc ổ tốc độ cao nhất bây giờ có thể 4GB/s, nhưng nó tùy vào cái tầm tiền và chiếc máy của em có đọc được những cái chuẩn ổ cứng đó hay không. Còn những ổ cứng thông thường, nếu em muốn tiết kiệm đầu tư thì cứ dùng lại M2 Santa là ngon rồi. Cứ các thương hiệu có tiếng trên thị trường, ví dụ là Samsung này, Intel này, Kingston này, các thứ thì em có thể dùng hoàn toàn ok. Còn ngoài ra bây giờ những cái thương hiệu chính hãng, anh nghĩ là trong cái tầm tiền của em thì ổ bây giờ nó đều rất bền và đều có tên tuổi bảo hành tận 3 năm thì em thoải mái không phải suy nghĩ. Tránh những cái thương hiệu mà ổ Trung Quốc không có nhãn hiệu mà không được bảo hành ở Việt Nam thì những cái đấy tránh ra cho anh là ok. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Viper VN. Bạn có hỏi là con Acer F560U liệu còn tốt không anh ơi, và cho em hỏi là con này có chơi được PUBG Medium không ạ? Em cảm ơn. Chiếc máy này thì hôm vừa rồi anh có review rồi em. Mặc dù là chip U nhưng kéo với cả GTX cũng thấy nó khá ổn. Chơi Medium thì cái bản PUBG bản PC chơi được đấy, nó khoảng 40-50fps. Anh nghĩ chiếc máy này ổn. Có thiết kế khá đẹp, viền màn hình mỏng khá sexy. Trong tầm khoảng 16 triệu anh nghĩ con này khá là ok em ạ. Và đến với câu hỏi số 9 của bạn Hào Lê. Bạn có hỏi là cho em hỏi laptop nào giá dưới 10 triệu đổ xuống và tốt nhất bây giờ, nhẹ càng tốt. Nhẹ đồng nghĩa với việc nó là giảm hiệu năng của máy, thì chỉ có thể mua những máy chip U. Nếu mà tính cơ động của em đi lại nhiều mà thích thời lượng pin tốt thì đang có cái mẫu đó là Dell Latitude 7450. Chiếc máy này trang bị vi xử lý 5 đời 5 và RAM 8GB D256, nó có giá khoảng dưới 10 triệu. Trong khi đó được một cái màn hình Full HD IPS khá là đẹp trong cái phân khúc máy này. Còn nếu như em phải xác định là một chiếc máy mà khỏe làm được việc thì phải chọn những chiếc máy mà có chip, ví dụ chip MQ. Ví dụ trong tầm tiền của em, nếu mà chấp nhận nặng một chút thì nó sẽ có con Dell 6540 bản i5, chạy chip M, nó là i5 4300M, rất khỏe luôn. Có cả màn hình rời, có màn Full HD. Chiếc máy này có thể vừa làm đồ họa vừa chơi game mà làm cái công việc như lập trình khá là ổn, giá 8 triệu rưỡi em nhé. Ngoài ra thì có rất nhiều các dòng máy của ThinkPad, của Asus, em có thể tham khảo trên 24laptop.vn giúp anh rất nhiều mẫu máy. Còn muốn tư vấn trực tiếp thì hoặc là muốn xem máy trực tiếp cứ qua cửa hàng anh là 304 Thái Hà để trải nghiệm sản phẩm thực tế em nhé. Chúng ta đến với câu hỏi của bạn Văn Thơ Nguyễn. Bạn có hỏi là chào shop, đánh giá giúp em NEC NS600 i7-7500U, em đang dùng các phần mềm như Katia nữa, loại máy này dùng có ổn không anh? Em xin cảm ơn. Em ơi, dòng máy LEC thì nó là thương hiệu máy của Nhật. Theo anh nghĩ thì chiếc máy Nhật thì không phải suy nghĩ về chất lượng,
anh khẳng định những dòng máy Nhật, thứ nhất độ bền rất cao, thứ hai nữa là khả năng hoạt động rất là tốt. Với vi xử lý chip U 7000 năm và chỉ sử dụng các phần mềm cơ bản làm văn phòng thì ok. Chiếc máy này khuyến cáo không nên dùng mua về để làm đồ họa chuyên nghiệp cũng như render. Có thể là chiếc U như này thì máy nó được trang bị cả màn hình rời nhưng chỉ là loại cảm màn hình rời bình thường. Còn nếu như không trang bị cả màn hình rời thì em chỉ có thể làm công việc văn phòng và đồ họa ở mức nhẹ nhàng thôi em ạ. Còn chất lượng của những dòng máy LED, đặc biệt là những thương hiệu của Nhật thì không phải suy nghĩ, cực kỳ bền bỉ, hệ thống làm mát tốt và trọng lượng máy rất nhẹ em nhé. Rồi đến với câu hỏi của bạn Nado, bạn có hỏi là anh cho em hỏi số của MacBook Pro 13 2017 No Touch Bar SSD 256 hàng mới không ạ? Giá như thế nào để em không lúa? Em ơi, dòng 2017 bây giờ thì một tháng nay đã hết hàng rồi em ơi. Và chủ yếu các dòng máy MacBook mới trên thị trường bây giờ đó là dòng 2018. Nếu như em thích dòng này thì có thể mua hàng lai lưu 99%. Với một con cấu hình của em đang yêu cầu thì giá nó dao động từ 27 đến 28 triệu trên thị trường với hiệu ảnh ổ cứng SSD 256GB. Tùy vào hình thức máy nó khoảng 27 28 triệu thì em chuẩn bị em nhé. Còn xác định mua máy mới thì em mua dòng 2018, nhưng dòng 2018 thì lại không có bản, không có Touch Bar. Đắt em ạ, toàn hơn 40 củ, em mới mua được bản 256GB thôi. Còn tính toán dưới 30 triệu thì em chỉ có thể mua cũ thôi. Còn nếu mà tìm mua mới dòng này bây giờ thì hiện giờ nếu có mới mà tìm được mới thì nó cái hạn bảo hành ở trên nó cũng không đủ. Có nghĩa là khi chúng ta active máy thì nó bị trôi. Thì em chú ý, còn nếu có mà tìm được thỉnh thoảng vẫn có hàng về thì giá nó dao động từ khoảng 32 đến 33 triệu, không hề rẻ một chút nào. Cho nên với câu hỏi số 12 cũng là câu hỏi số cuối cùng trong số câu hỏi trả lời cho 61 ngày hôm nay của bạn LBT Channel. Bạn có hỏi, laptop của em khi chơi game hay làm bất cứ việc gì thì GPU cũng không hoạt động 0%, còn CPU thì lúc nào cũng trên 90%. Vậy anh cho em hỏi, máy của em có bị sao không và cách khắc phục như thế nào? Thứ nhất là trong trường hợp của em thì anh nghĩ không biết là em có cắm sạc hay không. Nếu như em không cắm sạc của máy như này, nếu mà chơi game mà làm đồ họa mà không cắm sạc ấy, thì nó mặc định là nó chạy ở cấu hình cạc on và cái cảm hình rời thường nó sẽ không hoạt động. Nếu như mà em có cắm sạc rồi mà cảm màn hình rời không hoạt động thì phải kiểm tra cho anh xem cái driver của cảm màn hình cài có chuẩn chưa. Nếu mà cài màn hình rồi mà chuẩn rồi mà không được thì em thử cài lại win xem. Còn nếu mà cài lại win rồi mà vẫn vậy thì mang qua cửa hàng anh kiểm tra cho em. Có một số trường hợp có thể là cảm màn hình nó bị lỗi em ạ. Nhưng mà vấn đề nếu như trong trường hợp mà nó không chạy không lên một tí nào thì em xem những cái phần mềm của em nó có chạy cảm màn hình không. Nhưng khẳng định là tất cả những cái game, một số những cái game mà thường chúng ta hay chạy, nếu chúng ta chạy thì mặc định nó sẽ chạy cả màn hình rời. Chứ còn nếu mà nó không chạy thì thế này nguy hiểm quá, thì em kiểm tra xem nó như nào nhé. Đây cũng là cái câu hỏi cuối cùng của số thứ 61 của ngày hôm nay. Cũng như mọi hôm, nếu các bạn có những cái thắc mắc này, cần đánh giá các dòng sản phẩm này, tư vấn thì các bạn cứ đặt lại những cái comment bên dưới, cứ 2 ngày anh em mình sẽ tổng hợp biên tập và trả lời như này. Và bây giờ anh em mình xin chào và hẹn gặp lại.